Chào mọi người, hôm nay là em lại lên tiếp một đàn phải Mexico bán giá chiên cho mọi người. Một bên Pháp, Bỉ, một bên Mexico nha mọi người nhé. Đàn này là được cái đầy đủ luôn cho mọi người lựa chọn và chơi luôn ạ. Đây toàn đua đậm tịt này và màu đỏ đen này. Thần kinh của đàn này rất căng nhá. Em cầm hai cái gì ấy, em lia qua mặt cho mọi người xem này. Đấy, mặt rất là ham đồ luôn và siêu nghịch. Trời hôm nay nóng nóng nên là em sẽ kích qua thần kinh một tí thôi để cho mọi người có thể xem qua được thần kinh của đàn này ấy. Mùa hè này cũng hạn chế kích thần kinh một tí, cố giật mạnh mạnh lên một tí. Đây toàn màu đu rông đậm tịt này mọi người này, màu mảng màu quá là đẹp luôn, đu rông ánh đỏ nhá. Đấy, siêu đẹp luôn này. Đấy, bây giờ cắn căng nha. Một đàn khi mà phả một bên Pháp, Bỉ, một bên Mexico này thì mọi người thường thấy là nó thần kinh nó cực kỳ là căng này, và nó sẽ ăn được cả bên thiên về cái khung họng to nữa ấy. Mà mảng màu đó, những cái con mà màu đu rông rất là đẹp nhé. Mọi người nhìn cái chất lông này, lông sát bóng mượt luôn, mà toàn là kiểu đu rông ánh đỏ hết ạ. Bạn Thúy nhà em không nhấc nổi luôn. Này phải thanh niên khỏe cơ mới kéo lại được bọn này. Giật không giật lại này. Được này. Nó cắn mạnh quá. Ghi mạnh quá mọi người ạ. Thần kinh rất là tốt luôn nha. Nên là đàn này các anh không bao giờ lo mà. Chó không có thần kinh luôn. Ê, nó ghim nó giữ à. Mọi người à, nhìn nó nằm nó ghim nó giữ này. Nó giữ im luôn. Không kéo được hả em? Nặng đúng không? Nặng lắm. Một khi kéo nó sẽ cứ giật lại. Còn bây giờ nó đang kiểu nó ghì nó giữ này. Đấy, những con này nó ghì nó giữ hết luôn. Đấy, căng chưa? Nhìn mặt này. Ghì. Không con nào nhả nhở. Nó ghì từ đầu đến cuối luôn này. Con nào nó cắn ở chỗ nào là nó gừ từ lúc đấy luôn nhá. Tất cả các đàn xuất bán thì của bên em ấy thì đều được tẩy giun 3 lần và tiêm 20 vaccine phòng 5 với 7 bệnh hết nha mọi người nhá. Úi. Úi dồi, giật. Này phải cho thanh niên kéo thôi. Thúy yếu quá, không kéo được. Này mọi người nhìn này, em quay sát gần này mọi người xem là chất lông đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Ấy giờ nghe chỉ nghe thấy tiếng rạch 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 thôi, tiếng cắn rẻ. Rồi bây giờ thì có khi em sẽ quay riêng từng con cho mọi người xem qua nhé. Thần kinh thì mọi người không bao giờ lo về cái mức độ thần kinh của đàn này luôn. Thả ra nó tự kéo luôn này. Toàn con gái thì không bao giờ lại nổi với sức của một đàn chó Malinois con. Chất lông này. À, bây giờ quay từng con ra luôn. Dạ, xin chào mọi người.